Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Làm sao? Thích phiên bản không? Từ từ thôi. Thằng này tuổi gì? Tuổi gì? À đủ mà chạy đâu? Chạy đâu mày? Chạy đâu mày? Lên bảng này. Mèo đuổi chuột với anh à? Chơi mèo đuổi chuột với anh à? Thằng này nó thích chơi nhây anh em ạ. Đây, ông ngắm một nick này quá tuyệt. Bên này có một cái bộ nick này bạn ơi. Đâu? Cầm một bộ nick nhá. Cái chỗ hôm sau mình vừa kêu đây. Ok ok. Phòng nào? Phòng nào okay. Thế? Ok. Đây, quần máu đây anh em. Đó, quần đây nào anh em. Chào Phạm Thảo nhá. Là chim anh kẹm hả? Ok, okay, okay. Anh em rảnh vào nhờ. Đá chim nhá. Khá là khó khăn đấy. Có cái gì? Chậm rồi làm sao mà đá được? Đâu, hên xui không ạ? Người ta gọi là chàng trai vàng trong làng đá sở chim. Đấy, nó phải như vậy không ạ? Cổng trời đi bạn ơi. Cổng trời ra đi. Đây tôi bên đây cổng trời. Không có một cái khẩu súng nào khác à? Ngoài XM8 ra. Rồi nha, tất cả mọi người nhá. Anh em xem like nhớ chia sẻ lại chim để ủng hộ cho mình nha. Mình xin làm 1999 nha các bạn. Các bạn đừng quên là hãy follow luôn nha. Đấy, mỗi lần mà anh em kiểu là anh em follow ấy thì mỗi lần mà mình like ấy, nó sẽ hiện thông báo cho anh em xem. Anh đọc em nhấn luôn vào thông báo cái anh em vào xem like được thôi à. Ừ. Ồ, cái gì đây? Tự nhiên, ừ gì vậy? Đây của chợ bạn ơi. Mùng 2 tháng 12 nha các bạn. Đăng lên này bạn ơi, nhưng mà chưa thấy ai cả. Ok. Tôi với ông lên cổng trời tàn sát cái khu ở trên này. Xem là chỗ này chúng ta sẽ có được gì đây ta. Ồ có sản thanh. Có bom keo. Tay súng 3 nữa ngon. Tay súng 3 khá là ổn luôn. Đi thôi các bạn ơi. Ta tính cho bạn một quả bóng keo vào cái nâng giáp cơ nhưng mà thôi, tình nghĩa anh em. Không, thật ra là mình không kịp thì đúng hơn. Hai đứa ở trong này. Chạy đâu mày? Làm sao chạy đâu? Chạy đâu mày? Chạy đâu này? Mình bảo. Chị ơi ra đây, bên này còn người này. Chờ tí ông ơi, thấy rồi. Nó đang xấy tôi không ạ? Trên tầng 2 à? Tầng 2, hai đứa. Tầng 2 nhé, làm sao? Qua đây mà xế anh này. Ồ. Khá là gắt anh em ạ. Qua tầng 2. Tầng 2 đây ngoài, tầng 2 căn nhà hướng đợi e. Nhà 2 tầng luôn. Biết rồi, có lựu không? À, nó ngay ở mấy chỗ cửa sổ đấy. Cái đầu này. Ui. Xế ghê thế là mình sợ đấy. Chúng nó lộ mỗi cái đầu anh em ạ. Đâm ra là sớp bọn nó hơi khó. Dũng công lên cả gắt hai đứa cơ mà. Đang chờ. Nốc gì à? Gắt vậy. Gắt vậy ai chơi Dũng nhỉ? Thôi cho Dũng nó chơi vậy. Tôi chịu pha này. Đang ngoài lượm đồ kìa đã. Ồ, sau tiếng máu nhá. Ngon lành. Tưởng bạn chơi nữa rồi. Ồ, mình nghĩ là bạn có thể chơi nổi. Thế chưa? Okay. Đấy, còn kêu mình qua làm gì? Thì mình lên trên này cả đã anh em ơi. Quả liệu may mắn. Đổi qua Ska này, xấy cho nó gắt anh em ạ. Có 4 đâu? Ok. Ủa, bây giờ mình có mỗi một cái quả bông keo thôi, bông keo hơi ít này. Đây, ra đây, chia cho. Thôi kệ đi. Bắt đầu 2 quả. Thế mà cũng đòi chia ạ. Ông mà triệt thì tôi lại nhiều quả bông keo hơn ông rồi. Gà quá, mình bắn gà mà các bạn. Giả vờ đau lưng nữa, đau thật. Có đây một xíu này anh em. Chưa thấy ai cả. Khá là vắng anh em ạ. Thế này thì đào đâu ra người đây? Ê xí ơi, bên dưới sao bên dưới thính. Thính nót người.
Chưa thấy ai. Để mình chạy qua coi. Tình hướng 150 này. Rồi bạn này đấy, đang chạy qua này, có nhìn bản đồ xem biết liền. Đang chạy qua rồi còn nhắc nhở cái gì nữa hả Dũng? Cố top 1 nha anh, ok, mình sẽ cố nha. Ăn đi, tôi over thôi. Bạn ăn đi, mình nhờ cho bạn đấy. Thôi, biết rồi. Biết gì, mình có làm gì đâu, thật. Ý tốt của bạn mình xin nhận, thật. Nhưng mình không ăn. Sao lại không ăn? Thịt FD không ạ? Ăn gì? Trên gà mà các bạn. Khẩu đấy mình không xài anh em ạ, nên là mình không có lượm nhá. Vào khu dân cư thôi ông ơi. Đang go. Đau mai nghỉ lại không anh? Không nhá. Đau giả vờ thôi em ạ. À đủ hẳn là đau giả vờ, hôm qua nó cũng ốm giả vờ đấy anh em ạ, xong nó bảo nghỉ live. Hôm qua ốm thật. Hôm qua nó ốm giả vờ, nó đi xem người nhện đấy anh em ơi, người nhện xa nhà đấy. Lại điêu. Thật. Ốm giả vờ à? À Dũng bây giờ cái gì cũng giả vờ cả, ghê thật. Giả vờ. Thì ông bảo giả vờ còn gì nữa, tôi có nói gì đâu. Mình đùa thế. Không, bạn nói thật không đùa. Ừ. Cố top 1 nha anh, ok. Cho tiếng sĩ kẹo lên to tí á. Ok luôn. Nói sĩ ơi. Hey, alo, nghe rõ trả lời. Ok, anh em nghe thấy được chưa nhỉ? Ok. Mày... Không có ai không ạ? Có người à? Có người à? Quay lại giúp đỡ Dũng anh em ơi. Bắn chơi thôi mà. Dũng nó giả vờ để cho mình quay trở lại. Anh hát đi anh, không nhá, mình không. Đây là một hành động chip money nha các bạn ơi. Sai thế. Giả vờ có địch để cho đồng đội quay lại hỗ trợ. Một hành động thật là chip money Dũng ạ. Mình không biết hát đâu các bạn ạ, đừng bắt mình hát. Sĩ hát thì tổng. Em qua đây anh em ơi, tôi cũng chịu. Có hát không cho mượn auto này. Mãi xa này bạn ơi. Sân trước của sửa nhá. Đây này. Ngay chỗ bông keo à? Ê bông keo có người sao? Xong bông keo thì phải. Ok, chạy qua nghe cây đấy. Biết ngay. Với lại trên tròi cũng có người à? Hai đứa này. Đậu xe này làm sao? Ui. Làm sao đây? Thôi xong. Ui, nó lại xây tức rồi. Bạn làm gì ở ngoài vậy? Vai, Dũng cầm MP40 bắn xa. Kinh rồi. Đây, qua đây cứu phát. Mình không ngờ là bạn cầm MP40 bạn bắn xa vậy. Cầm Saka vừa đổi qua đấy. Ok. À, bạn cho mình chạy trước để mình làm con tốt thí nghiệm đúng không? Âm mưu của Dũng nó bị lộ tẩy. Đúng không? Mình ở xa mình focus cho bạn rồi. Đấy, trận nào cũng bảo focus. Đây là âm mưu anh em ạ, thuyết âm mưu nhá. What? Dũng bảo đồng đội đi trước để gọi là làm gì ta? Làm con tốt thí nghiệm anh em ạ, đấy. Sai rồi. Hay quá nhỉ, Dũng nhỉ. Sĩ ơi, sĩ. Khá là chiến thuật Dũng ơi. Bạn ăn luôn đi. Hướng 255. Thì mình bảo bạn ăn luôn đi mà. Sao bạn lại bảo mình là cái gì? Mình có biết gì ăn đâu. Ăn luôn đi và bạn bắn làm gì? Mình bắn hỗ trợ bạn thôi. Tôi phải ra trường công rồi. Thật mà mình hỗ trợ cho bạn thôi, mình có làm gì đâu, Dũng. Ok. Mình chỉ là mình có lòng tốt bắn hỗ trợ thôi mà sao bạn lại bảo mình như vậy? Ok. Ok con dê. Có đây anh em ạ. Các bạn mấy tôi comment là anh Dũng rẻ tiền này. Tôi thấy là ông có làm gì đâu, tự nhiên là bị gắn mác rẻ tiền này. Bởi vì là nó ngấm vào máu của Dũng ạ, nên là anh em hay bảo là Dũng rẻ tiền. Hợp lý nhờ bạn nhờ. Sai rồi bạn ơi. Sự rẻ tiền đã ngấm vào máu rồi Dũng ạ. Phải làm sao bây giờ? Chị ấy nhìn này. Đâu làm sao? Cậu bắn bom keo đi, cậu bắn đi. Thôi. Bye bye. Mình tự tử đây. Bạn đi chết không, đi. Càng mừng, mình càng được nhiều kill.
Mình đã cố bắn bom keo, à bắn thùng dầu nhưng nó không chết được. Tại sao vậy? Hello Dương Thảo Vi nha. Bởi vì thùng dầu gặp băng và nó không thể nổ được, đúng không? Hợp lý. Chào Nhật Nobita nha. Giải thích phải gọi là quá khoa học anh em ạ. Sĩ sĩ. Sao bạn đây? Mình chẳng thấy ai cả. Hướng 345 có địch. 345 á? Chỗ nào ta? Bên này à? Nhưng mà đang ở chỗ nào mới là vấn đề chứ không? Tảng đá, tảng đá. Ơ, tôi đang ở tảng đá này. Tảng đá hướng 345 cơ mà. 345 đây, tảng đá sau này á. Chắc okay. Chưa? Chắc rồi. Sự mong kẹp của thận công ty nó xấy mình xanh mộ đấy. Không hiểu à? Chơi không? Ơ, mình có lượng hơi ngu bạn này. Mình sao bạn kẹp có người? À, hành động chip money. Dũng lừa gạt mình để chạy lên lượm thính anh em ơi. Nó lượm thính xong phía dưới rồi, bây giờ nó lượm thính phía trên này. Ồ, thuyết âm mưu. Thôi Dũng ơi, tại sao bạn lại làm một con người như vậy? Thật không thể tin nổi. Thật không thể tin nổi anh em ơi, thật không thể tin nổi. Dũng ơi, đừng như vậy. Đừng như vậy Dũng ơi, vừa nốc rồi, bạn nó lại vừa cứu rồi. Dũng ơi, đừng như vậy Dũng ơi. Đừng như vậy Dũng ơi. Đừng như vậy Dũng ơi. Uầy. Du hu quần què. Ý bạn là sao? À, khi đồng đội cố sức để lên đồng đội khoa đặt mạng xong bạn câu liệu bạn du hu à? À, đây là bộ đâu? Mặt của Dũng anh em ơi. Không có làm gì cả. Ồ, bạn du hu à? Gát. Chị ơi, hướng 330. Thôi, tôi không tin, tôi không nghe, tôi không thấy. Vì Dũng nó toàn đấy là hướng mình để nó ăn mạng anh em ạ. Hướng 330 thật. Đâu, 330 đâu? Không có ai bạn này. Nhà gỗ. Nhà gỗ á? Không có ai cả. Nó đang Dũng bắn giả vờ đấy là hướng anh em ơi. Đâu mình có thấy ai đâu. Nhà gỗ trên đồi ấy. Mình chẳng thấy ai cả. Mình không thấy ai cả Dũng ơi. Ok, xong. Mình không thấy ai cả Dũng ơi. Wow, sao ở đây? Xí kẹo. Ơ, mình công tròi kêu được hai đứa thôi mà, có làm gì đâu. Căng. Còn hai thằng thôi bạn ơi. Ok, ok. Xí kẹo, chip money, đúng rồi các em. Ơ, chip money đâu? Ông mới là cái người chip money chứ. Tôi 4 kill thì chip cái gì? À đâu, tôi 5 kill thì chip cái gì? 5 kill, 9 kill, ok. Thấy chưa, bạn 9 kill, bạn mới là chip money còn gì nữa. Nhiều kill hơn là chip money. Được chưa, hợp lý chưa? Em chơi với được không anh? Với những thủ đoạn rẻ tiền thì... Mình đang chơi với cả team nha các bạn. Ơ, từ từ. Thôi xong, một đứa đã bị hạ. Chết rồi. Thằng cuối này phải làm sao đây? Thằng cuối nhường cho bạn đấy. Thôi, tôi không tin, tôi không nghe. Vì Dũng thì nó liếm luôn mạng cuối này, anh em chờ xem này. Tôi còn máu cái đã. Ăn đi. Bạn ăn luôn mạng cuối đi. Nhớ mồm. Ok, bạn ăn luôn đi. Ôi. Đừng giả vờ nữa. Dũng giả vờ anh em ạ. Trên nhà không có ai cả, giả vờ công liệu. Thật là một hành động chip money. Ơ. Dũng ơi đừng như vậy. Gì đây, tìm ai? Mình bắn chơi thôi, không có ai đâu. Thôi đừng có bắn chơi như vậy chứ. Vì Dũng nó quá chip money nên tôi phải bắn chơi như vậy anh em ạ. Ôi thằng cuối trốn đâu rồi? Nó trốn rồi ông ơi. Đang chơi đùa nó sợ nó trốn rồi còn gì nữa à? Ôi Dũng ơi bên này có người này. Động xanh còn như vậy. Ơ thì bạn chôn mình thì mình chôn mình bạn thôi. Chết không có đâu. Mình chôn lại thôi bạn ơi. Chứ có gì đâu hả Dũng ơi. Thằng cuối này nó đang trốn ở cái khu nào nữa rồi anh em ạ. Thằng cuối đâu? Qua đây. Này. Qua đây bạn ơi. Nghĩ chắc thằng cuối trốn đây này. Chưa thấy nó nữa cơ anh em ơi. Tí nữa anh grab nha. Đây là thế nào? Ồ mình chưa thấy thằng cuối anh em ạ. Vãi trưởng. Bạn bắn gì vậy? Bắn chơi à? Không, Dũng nó đang kiếm mạ đấy anh em ạ. Ồ, baby. Thằng cuối thấy rồi.
bông keo làm gì? Bắn giữa nổ bông keo không keo cho bạn bắn chứ sao? Ờ, nó phải như vậy anh em ạ. Phải chảy. Đấy, công lên. Ok, làm sao? Ui, thôi xong, thôi xong. Thôi xong. Thôi xong rồi anh em ơi, thôi xong rồi. Yes, tuyệt vời. Ta đen, nghe bạn cuối rồi. Bán là bán thế nào? Ui dồi ôi, Dũng làm gì đây? Ơ, bạn làm gì bạn bán mình vậy? Hi. Ai bán cậu đâu. Ok, win. Trắng màn hình luôn. Và mình có được 6 kill. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.